Lần đầu tiên thì người dân Việt Nam sẽ có cơ hội được tiêm vaccine phòng 23 chủng vi khuẩn phế cầu gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như là viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi kèm nhiễm trùng huyết và viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. Đây là vaccine do hãng dược phẩm MSD của Mỹ sản xuất, hiện đã có mặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, thì hệ thống tiêm chủng VNVC chính thức đưa vào tiêm chủng vaccine này từ ngày 28 tháng 8. Vaccine phòng 23 chủng vi khuẩn phế cầu dành cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn, đặc biệt hiệu quả cao ở người cao tuổi có bệnh nền, người suy giảm chức năng hô hấp, nhóm đối tượng nguy cơ cao trên 65 tuổi, mắc các bệnh suy giảm miễn dịch. Hiện vaccine được khuyến cáo tiêm bổ sung cho trẻ em và người lớn đã tiêm vaccine phế cầu 10 và 13 để củng cố hiệu quả và tăng cường bảo vệ trước các chủng phế cầu khác. Trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn tiêm một liều cơ bản. Người có nguy cơ cao mắc bệnh cần tiêm chủng lại sau liều cơ bản 5 năm hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Vaccine phế cầu 23 đã có đầy đủ tại gần 200 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Theo số liệu thống kê, trong năm 2021, có gần 9,8 triệu người mắc các bệnh lý phế cầu, nguy cơ tử vong lên đến 25%, ngay cả khi được điều trị và sử dụng kháng sinh hợp lý. Theo WHO, trẻ em và người cao tuổi ở các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ước tính mỗi năm có 1 triệu trẻ tử vong do phế cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy từ đầu năm cho đến nay là hơn 500 ca. Trong đó thì đã có hơn 350 ca dương tính với sởi, đều là trẻ chưa được tiêm ngừa vaccine sởi. Đã có 3 trẻ tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố dịch sởi và thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi cho tất cả trẻ em từ 1 cho đến 5 tuổi đang sống tại thành phố. 13 tháng tuổi, bé gái này chưa được tiêm vaccine ngừa sởi. Bé được chẩn đoán mắc sởi và được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Hôm qua nay nó chỗ ra gì nè, rồi bác sĩ mới nói là nó bị sởi. Mới biết là nó sởi thế chứ hôm qua nay chị cũng chưa biết là nó sởi. Những ngày qua, khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 liên tục tiếp nhận các ca mắc sởi. Trẻ nhập viện hầu hết đều có biến chứng viêm phổi hoặc về đường tiêu hóa. Một số triệu chứng của trẻ khi mắc sởi khiến phụ huynh cũng nhầm lẫn là sốt phát ban thông thường. Dấu hiệu nhỏ đi là sởi có nghĩa là em bé nó có sốt phát ban mà nó kèm theo một trong ba những cái dấu hiệu như mắt nó đỏ nè, ho hắt hơi sổ mũi. Có những đứa trẻ nó biểu hiện rõ hơn nữa là nó viêm lông, có nghĩa là sao? Mắt mũi nó kèm nhèm, chúng ta nhìn thấy mắt nó đỏ. Vaccine là biện pháp duy nhất để phòng ngừa sởi. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều trẻ chưa được tiêm ngừa vì gián đoạn thời điểm dịch COVID-19. Vaccine sởi là một trong những vaccine mà có cái hiệu quả phòng ngừa rất tốt. Do đó là tiêm chủng thường xuyên đang được đẩy mạnh. Tức là làm sao phải đạt được tất cả trẻ phải được tiêm ngừa thường xuyên. Tiếp theo là hoạt động về rà soát để tiêm bù tiêm vét trong độ tuổi tiêm chủng. Tức là đứa nào chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi thì phải nhanh chóng được tiêm bù tiêm vét. Chúng ta rà lại hết tất cả những cái sổ khám bệnh mà đứa trẻ nào chưa được chích ngừa sởi thì phải tham gia chích ngừa ngay lập tức. Còn nếu như không thì không cho đứa trẻ đến trường học, khuyến cáo chích cho những người lớn luôn. Những người lớn và đặc biệt luôn là chúng ta thấy những cái đối tượng nguy cơ cao nhưng là những người có bệnh nền mãn tính và những phụ nữ mang thai luôn. Sau công bố dịch sởi, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm bổ sung vaccine sởi cho gần 518.000 trẻ theo hình thức tiêm chiến dịch tại trường học, trạm y tế, bệnh viện từ nay đến tháng 9 năm 2024. Các gia đình được kêu gọi đưa trẻ đi tiêm chủng theo thông báo của địa phương và khuyến cáo người sống cùng bệnh nhân tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe gia đình. Một thông tin y tế đáng chú ý khác, thưa quý vị, các bác sĩ khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kịp thời phẫu thuật cấp cứu cho một nạn nhân bị cây cơ bia đâm xuyên bìu lên vùng gốc trái của dương vật do té ngã trong lúc sửa điện tại một quán bia. Nạn nhân 24 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh được đưa đến Bệnh viện Bình Dân cùng đoạn cơ dài khoảng 80 cm. Tại đây bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Theo lời bệnh nhân, nó là khoảng cách từ cái chỗ sửa điện đến mặt đất khoảng chừng 6-7 mét, thì bệnh nhân bị trượt chân và té xuống. Thì không may thì lúc đó bệnh nhân té vô cái chỗ để những cái cây cơ. Cái điều rất may mắn đối với bệnh nhân này đó là cái cây cơ này thì khi mà xuyên qua cái cơ quan sinh dục thì chỉ tổn thương những cái mô ở cái vùng bìu mà thôi. Về dương vật hoặc là tinh hoàn thì hoàn toàn lành lặn, thì không có bị tổn thương. Qua trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý khi gặp các vết thương bị đâm xuyên, không tự ý rút dị vật ra khỏi vùng tổn thương để tránh gây mất máu ồ ạt, dễ tử vong.
Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8, những vị khách đầu tiên trong đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đã có mặt tại Ninh Bình để bắt đầu hành trình tham quan. Theo đó, thì du khách sẽ được khám phá các hang động xuyên thủy trên những chiếc thuyền chèo tay thân thiện với môi trường. Ngoài việc thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, đoàn khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các di tích, đền chùa, linh thiêng và tìm hiểu về lịch sử đất và người Ninh Bình. Ngay khi đoàn khách Ấn Độ của tỷ phú Ấn Độ đến Tràng An đã được Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đón tiếp và tặng hoa, nón lá được vẽ hình phong cảnh của Tràng An cho các trưởng đoàn. Dự kiến đoàn tham quan chia thành 7 đợt đi tham quan Ninh Bình từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Nguồn nhân lực, lĩnh vực công nghệ cao được xác định là lực lượng nòng cốt để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực chuyên môn cao của Việt Nam hiện nay còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu các ngành công nghiệp, công nghệ. Nhận định được đưa ra tại tọa đàm, đối thoại giữa đại học và doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực, các lĩnh vực công nghệ cao vừa diễn ra. Để phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực công nghệ cao, cần thiết phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp. Một bên có thế mạnh cơ sở vật chất để đào tạo, bên còn lại có lợi thế từ đội ngũ kỹ sư làm nghề. Ngoài cái thực tập của sinh viên thì là có vấn đề đó là liên quan đến vấn đề là chương trình đào tạo cũng được cập nhật từ cái nhu cầu của doanh nghiệp, từ cái thực tế của doanh nghiệp. Và cái nữa đó là liên quan đến vấn đề là đào tạo giáo viên. Thì họ cũng giúp chúng tôi là cập nhật cái chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên để có cái kiến thức và trải nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp. Thì lúc đó là cái chương trình đào tạo nó mới mang cái hơi thở, mang cái nhu cầu của doanh nghiệp vào trong trường đại học. Nhà trường cần phải thay đổi về chương trình đào tạo cũng như phương thức đào tạo để có thể giúp sinh viên tiếp cận được với những cái kiến thức thực tế mà doanh nghiệp đang cần. Ở Việt Nam là một cái kỹ sư phải mất từ 6 tháng đến 2 năm đào tạo lại. Thế thì nếu như mà chúng ta hợp tác sớm với trường đại học ấy, rồi cho các em có thể là thực tập sớm, thì hy vọng là các em chỉ mất một thời gian rất ngắn thôi là có thể tham gia trực tiếp vào các cái dự án và tiếp tục học để mà phát triển mình lên, và tất nhiên là sẽ có cái thu nhập tốt hơn. Thực tế, liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và các trường đã được triển khai từ nhiều năm, đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam. Với 3 mũi nhọn về đào tạo và nghiên cứu gồm công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai gần, Đại học Quốc gia với cái nghị quyết 45 của Đảng là có được một cái cơ đột phá về cơ chế chính sách, thì chúng tôi có đủ điều kiện cũng như đủ nguồn lực để có thể thu hút được nhiều hơn nữa những cái bạn trẻ tốt nghiệp xuất sắc ở nước ngoài trở về đây để cống hiến, để công tác. Tận dụng được cơ chế, hoạch định tốt chiến lược đào tạo, tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo là những giải pháp được khuyến khích để trường đại học và doanh nghiệp làm tốt hơn việc cung cấp lao động công nghệ cao cho thị trường, không chỉ ở Việt Nam mà cả thị trường quốc tế.